Chào cả nhà. Mình gặp con mình rồi các bạn ơi. Con mình nói đi chợ mua ghẹ, mua về mua đồ về cho mẹ nấu đồ ăn gì đó không biết nữa. Con mình mướn cái phòng này đó các bạn, cái phòng trọ này nè. Để mình quay chia sẻ sơ cái phòng trọ của con mình cho các bạn xem nha. Đây, nhà bếp ơi, ảnh ở con mình ảnh à. Thành ra bài tùm lum tà la luôn, thôi cậy đi không sao luôn. Rồi máy giặt cũng có, tủ lạnh cũng có, bếp núc rồi ở đây nè. Người ta cũng có cho tủ đồ để mình đựng đồ đó các bạn. Con mình mướn đây 1 tháng nghe con mình nói là 5 triệu đó các bạn. Con mình ở đây để đi làm việc đó các bạn ơi. Rồi bây giờ vô phòng ngủ. Được 2 giường à, phòng 2 giường. Rồi đây là bàn làm việc của con mình ha. Rồi đồ nghề của ảnh đâu trời ơi. Đồ nghề, qua ly gương. Rồi để coi chỗ này cửa sổ đi coi coi có nhìn nè. Thấy à, ở ngoài là chung cư cái gì đó xã hội 1 gì đó các bạn. Rồi ở đây người ta cũng có cho cái tủ để mình đựng quần áo đó. Trời, cái này cũng dạng khách sạn á các bạn, nhưng mà chắc khách sạn dạng căn hộ. Ôi đồ nghề của con mình. Đồ của con mình hành nghề đó. Rồi ở đây là quần áo của ảnh. Rồi còn đây coi có đồ gì không. Ôi trời ơi, cũng đồ dữ chứ, đồ quá trời đồ luôn. Con mình ở con mình nè các bạn ơi, thành ra phải tự giặt tự đồ. Còn mà mấy mẹ con Bin ở trên Tây Ninh á, bữa hổm có ra đây chơi với bà nó, má nó vẫn Bin beo đồ ra đây chơi với bà nó cũng đâu cũng cả tháng đó rồi mới trở về chổng. Rồi cái này đồ của bà xã anh chắc bỏ đây. Rồi cũng có gắn máy lạnh nữa nha các bạn. Cái phòng 2 giường mà cũng rộng rãi, mà ở dạng khách sạn mà căn hộ á, vậy cũng được chứ các bạn. Đi ra đây là ban công nè. Ồ, ban công nè các bạn. Ở gần đây không gian nó mát quá các bạn ơi. Ha. Không gian nó mát mẻ quá. Mình nhìn xuống đường đó, chỗ ban công con nhà, cái phòng trọ con mình á, chỗ này phơi quần áo. Rồi nhìn xuống đường là quán cà phê, hồi nãy mẹ mình uống quán cà phê đó các bạn. Rồi đẹp quá các bạn ơi. Ồ, xa xa các bạn thấy, xa xa đó các bạn thấy đó là núi đó các bạn, núi ngoài Nha Trang đó, đẹp quá hen. Rồi mình chia sẻ cái không gian sống của con mình đến các bạn, đến đây mình kết thúc đó. Rồi chào các bạn. À các bạn ơi, chỗ cái từ ban công của con mình á, mình nhìn thẳng trước mặt mình là núi Nha Trang đó các bạn. Nè các bạn nè, núi đẹp quá các bạn ơi, rộng thoáng quá trời, không gian rộng thoáng quá. Đối diện là một cái tòa nhà cao tầng luôn á. À, các bạn ơi, chỗ con mình ở hồi nãy mình quay cái hướng kia là hướng ngoài trước đó, còn cái hướng này là bên hông nhà của chỗ con mình ở á. Trời ơi đẹp quá các bạn ơi, cao tầng mà nó hiện đại quá trời luôn. Rồi xa xa các bạn thấy mà cái đen đen đó, đó là núi đó các bạn. Ồ đẹp quá trời luôn, công trình kiến trúc wow, view tuyệt đẹp luôn á cả nhà ơi. Wow, đẹp quá chừng luôn. Mình chờ con mình đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa ăn đó các bạn. Nắng quá thành ra con mình nó đi ra tiệm quán đồ ăn, mà mình nói thôi để nhà mẹ nấu mấy cái món mà con muốn ăn mà ít có, mà đâu có ở gần mẹ đâu mà được mẹ nấu đó. Thành ra mình nói thôi con đi chợ đi mua đồ về mẹ nấu cho con ăn.